Dạ, em xin kính chào anh em. Dạ thì hôm nay em xin giới thiệu với anh em một cặp loa rất là hay và đặc biệt, rất là dễ phối ghép và thể hiện chơi tốt nhiều dòng nhạc. Dạ, đó là JBL L300 Summit. Dạ, thì cấu hình của nó là full Anico bass 136A, củ còi là LE85 và super strap là 077. Đặc biệt cặp loa này về trong tình trạng rất là đẹp anh em, tất cả là nguyên riêng. Dạ, kính riêng, thùng loa góc cạnh đều không cắn, không chày gì hết luôn anh em. Series cũng gần nhau. Dạ, giờ để em quay sát cho anh em xem á. Nói chung loa này không chê được một điểm nào luôn, tất cả là nguyên riêng hết luôn. Đời là đời bát vàng ha. Dạ thì hôm nay có một mức giá cũng rất là hợp lý anh nè. Dạ, giá là 126 triệu ha. Đây là L300 Summit. Còn nếu mà ví dụ như L300 trơn thì giá nó rẻ hơn tầm khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu. Dạ, để em quay sát anh em xem ha.